Hôm nay mình test cái chất âm mà con đẩy là Botum QS900M nhé, cho các bác nghe thử. Em chỉ test qua thôi. Đấy, một quả trầm 50 và một quả một chiếc loa 30 anh em nhé. Cắm trực tiếp từ điện thoại luôn này, chưa cắt cốt anh em nhé. Thử xem cái chất tiếng mộc của nó thế nào thôi. Đây sau này quạt hai quạt này mà. Đấy, đấu dây này. Đây vừa trầm nhé. Này thì nó có chiều sâu khá sâu đấy, em bạn tính cả tai thì nó khoảng 1, 2, nó khoảng tầm 60 phân, chiều sâu khoảng 60 phân anh em nhé. Con này rất sâu, nó dày khoảng 15 cm. Bật lên thì các bác nhìn đây cái mặt của nó đây, mặt hiển thị thông số anh em nhé, còn có cả điện áp nguồn này, input Voltage 226V này. Chế độ model đánh là đang ở chế độ stereo này. Đấy, nhiệt độ kênh 1, kênh 2, 26 độ. Đấy, từng kênh luôn. Cái này là cái trở kháng kênh 1, kênh 2. 6,8 ohm. Đây là theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 này, CE này. Cái này nó có ấn trên là chế độ test nha anh em nhé. Input chế độ đầu vào là 0,15V này. Đánh thử. Đây là đánh chiếc loa này em nhé. Chất âm của con đài này anh em nhé. Em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Radio. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip lần sau.